ơi, trời ơi, và chú Lại sẽ tặng quà cho các con, cho bốn ca sĩ nhí nha. Ai hát trước, giơ chân. Cái gì vậy, giơ chân mà tự nhiên che là sao? Rồi, ôi trời ơi, nãy giờ mình mất té luôn đó rồi đây. Ca sĩ đẹp trai, chào khán giả đó nào, 1, 2, 3, chào. Con tên gì? Dạ, Minh Đức. Minh Đức mấy tuổi? 7 tuổi. Bây giờ Minh Đức hát bài gì? Rồi, con đứng vô đây, Minh Đức hát bài gì? Rồi, một tuổi đồng hát cháu lên ba. Rồi, cho bạn Minh Đức một tràng pháo tay. Mười trò ảo thuật, thật quá đã luôn. Rồi, tức ca sĩ nhí này đi nha. Rồi, con cầm áo làm đẹp, xe ra áo làm đẹp, xe áo làm đẹp ra. À, quay một vòng tròn, hai ba quay. Èo. Quay vòng tròn là vậy nè con, hai ba quay. Èo, vậy đó. Một, hai, ba, quay. Èo. Quay nửa vòng. Chào khán giả cái coi. Chào. Con tên gì? Tên Đăng Thảo Lê Anh. Mấy anh hát bài gì? Trên chân kìa chúng em chơi giao thông đúng không? Rồi xin cho một tràng pháo tay thật to cho bài hát giao thông. Rồi, 2, 3, go! Chúng em chơi giao thông, 2, 3, go! Nhiều ca sĩ quá. Ca sĩ tiếp theo là bạn nào? Giơ tay. Chào tới con. Giơ tay vô cho con luôn. Chào khán giả coi. Con tên gì? Tên Lâm. Năm nay mấy tuổi? Năm tuổi. Đi học chưa? Rồi. Con học lớp mấy? Lớp 10. Học giỏi không? Giỏi. Con biết làm toán không? Dạ. Giỏi gì vậy? Bây giờ con hát bài gì? Em làm cái gì? Ủa, bà cảnh làm trài hả? Rồi, đúng quá. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay. 1, 2, 3. Tình nàng cửa gái trong cơn vì ngày kéo ôm em ơi, mà quên tao. Một tay đắt con chia. Một tay ta tình con chết. Ôm em rồi. Rồi, rồi. Học giỏi không? Dạ. Biết làm toán không? Bố lại. Trời ơi. Chụp lớp cho bạn đó. Bây giờ con hát bài gì? Con học giỏi không? Con hát bài gì? Vậy mà học giỏi vậy không? Cháu lên ba. Con còn bé bé. Cháu yêu bà.